mà cô chú anh chị nha cả nhà ơi, hôm qua thì hai mẹ con mình có đi vớt được bắt ốc, thì hôm nay mình tranh thủ sớm hơn qua để vớt thêm nữa, tại vì nếu mà mình không có vớt á là mấy con chuột nó ăn hết trơn rồi, nãy lụm bỏ nó một đống luôn. Bây giờ là con bự con nhỏ gì thằng cũng vớt hết trơn hết cả nhà, để mình không ăn chuột ăn nó uổng lắm. Nãy mà chụp nhanh mà nếu mà cỡ như anh Calamen thì chắc bắt được con cá hồi nãy rồi đó. Đây tiếc hồi hủi luôn. Nó có còn nằm trên bình hay gì đó, nó đen 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 thấy không? Thank you.
đây có cái hàng, cái hàng ốc của nó nè, không bụi luôn nè, quấn một coi chút. Ôi, ôi có cá, trời ơi, kia nó gì, rồi đi cá luôn rồi, mọi người đi ra rồi, cái hàng nãy mình bắt ốc con cá mà nó đi luôn rồi. Để mình học. Cái hàng này chắc không ta, đi ra rồi. Ui, nó đi mà còn được con ốc nữa nè. Cái sặc, hồi nãy có cái sặc. Ôi, mấy con ốc này nó làm hang ghê gớm thiệt. Ôi trời ơi, trời ơi, đụng cá nữa mọi người ơi, nhiều quá à. Cái này cá nhiều lắm luôn á. Ê, 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 ê. Dí, đè phải cái cây nữa nè. Ôi, ôi. Cá nhiều đã quá à. Chắc ngủ anh caramel tác hồng quá à. Nó bự bự không luôn á. Ôi, nếu mà caramel nhảy xuống là anh chụp cá được á. Cá bự bự không luôn á. Em nghĩ là cá gô thôi, cá gô hay cá lóc gì đó. Nhưng mà nó ấy em chứ bắt. Mới chụp con ốc đó. Ốc nó trồi thế. Trời trước mặt kìa. Nó cái mặt nó thấy ốc không? Đen đen cục đen đen nổi lên thấy không? Chạm nó lửa luôn. Ý. Đau à. Như mình đạp cái chân của mình. Ở dưới chân. Con này bự nha. Nhưng mà nó là ốc mua vàng nữa rồi. Đấy.
đi hai con luôn. Ôi đèo, nó đèo ở dưới gửi lục bình nó quấn một cô chú. Sao cái vỏ ốc cũng nhiều quá vậy ta? Con này nó chết rồi, nó bị mấy con chuột ăn rồi bỏ vỏ dưới đây luôn. Là chắc hết hết ở trên đây đó cả nhà ơi, để vài bữa mình xuống mình quằn cái nữa coi sao nha. À ấy đây con nè, để coi con này nó sống hay là nó chết rồi. Mình sẽ mò bằng cái chân lên nha. Đây, ô con này nó sống. Con này chắc bự hơn á. Đó. Đó cá. Cá nó tát bụm bụm luôn. À, con gì vậy? Ếch. Con ếch. Ủng rơi luôn, nhiều lắm luôn á mà bị chuột giáng hết trơn. Thôi được rồi cả nhà, đi lên thôi cả nhà. Nhiều ở đây để mai mốt thôi nè. Trời ơi, cái con chuột này nó ăn mấy cái con bự không vậy nè, tiếc hồi hụi luôn.